Mô Lê Phan, kính chào quý vị đang theo dõi diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine cũng như tình hình thế giới có trong ngày 19 tháng 3 năm 2024 của The Saigon Post. Thưa quý vị, như chúng ta đã được biết thì những ngày này, Belgorod đang trở thành một điểm nóng mới của cuộc chiến trong bối cảnh quân nổi dậy người Nga đang giao tranh với quân đội của Putin. Có thể nói, thành phố biên giới này của Nga hiện tan hoang, không kém các thành phố của Ukraine bị chiến tranh tàn phá là Mỹ theo đó belgorod của nga hiện tại đã bị bỏ hoang thành phố nằm gần khu vực chiến đấu sau khi quân nổi dậy nga bắt đầu hoạt động nó dường như đã lụi tàn mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh chụp những con đường vắng ở trung tâm khu vực này của liên bang nga không có người ngay cả vào giữa ban ngày các trường học và trung tâm mua sắm đều đóng cửa có thể nghe thấy những tiếng nổ liên tục coi báo động và loạt đạn của phòng không nga Bức tranh của quả báo này trở nên phức tạp hơn khi một số hỏa tiễn rơi thẳng xuống thành phố, buộc người dân phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các hầm tránh bom. Người dân sợ hãi và tuyệt vọng, họ nguyên rủa chiến tranh và cầu cứu. Người dùng mạng xã hội lưu ý rằng giờ đây chính người Nga sẽ cảm nhận được cái giá phải trả của chiến tranh và những cảm xúc mà người Ukraine đã trải qua trong hai năm qua. Những tổn thất của Nga trong các trận chiến với nghĩa quân gần Kursk và Belgorod Bên cạnh đó, chỉ trong một tuần giao tranh với quân nổi dậy Nga, quân đội của Putin đã bỏ mạng lên tới 613 người và 829 người bị thương. Ngoài ra còn có 27 người bị bắt. Hóa ra, chỉ trong 7 ngày giao tranh với lực lượng dân quân chống Putin ở vùng Belgorod và Kursk, lực lượng vũ trang Nga đã mất hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự. Dữ liệu rất ấn tượng, ít người mong đợi cuộc đột kích RDK lại mang lại hiệu quả như vậy địa điểm lưu trữ hạt nhân của Nga bị đe dọa. Trong một diễn biến liên quan, các chiến binh tình nguyện của Nga, những người đã tổ chức một cuộc tấn công từ Ukraine qua biên giới Nga, đang cách một địa điểm lưu trữ hạt nhân của quân xâm lược chỉ vài dặm. Quân đoàn tự do Nga, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga đang chỉ trích gây gắt cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin. Tuần trước, họ cho biết họ đã đi vào vùng Belgorod và Kursk. Hôm Chủ nhật, tiểu đoàn Siberia cho biết trên Telegram rằng lực lượng giải phóng Nga đã nắm quyền kiểm soát tòa nhà hành chính ở làng Gokovsky. Các nhóm này đã tổ chức các cuộc tấn công tương tự vào tháng 5 năm 2023. Cơ quan tình báo Ukraine vào thời điểm đó cho biết điều này đã dẫn đến việc lực lượng Nga phải di tản các kho đạn dược hạt nhân khỏi cơ sở Belgorod 22 ở quận Revoronsky của khu vực. Điều này chưa được xác minh độc lập trong bối cảnh có nghi ngờ rằng nó có thể diễn ra mà không được chú ý, trong khi kênh Telegram Reba thân thiện với Điện Kremlin cho biết vào thời điểm đó, vũ khí hạt nhân đã không có mặt tại địa điểm này trong một thời gian dài trước cuộc đột kích. Tuy nhiên, sự gần gũi về mặt địa lý hiện tại của các đội hình chống Điện Kremlin với địa điểm có tên chính thức là đơn vị quân đội 25624 thuộc tổng cục trưởng thứ 12 của quân đội Nga đã được tài khoản @Geontel đề cập đến trong bài đăng này trên X trước đây là Twitter. Hai tuyến tiến tới kho vũ khí hạt nhân chiến thuật Belgorod 22 hiện đang trống rỗng. Bài đăng cho biết bên cạnh bản đồ hiển thị địa hình nơi giao tranh đang diễn ra gần chiến hào của Nga và Belgorod 22 các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Nga nổi dậy chống Putin đã chiếm thị trấn làng Gokovsky, vùng Belgorod. Cả hai tuyến tiến quân từ Kozinka và Gokovsky đều cách kho chứa 10 dặm, bài đăng cho biết thêm. Kirilo Budanov, giám đốc tình báo quân sự Ukraine hôm thứ Bảy cho biết, Ukraine sẽ hỗ trợ lực lượng dân quân chống điện Kremlin trong các hoạt động của họ trên lãnh thổ Nga. Họ không còn được coi là một nhóm nữa mà giờ đây đã trở thành một thế lực. Trước đó, phát ngôn viên của quân đoàn tự do Nga Alexei Baranovsky nói rằng mục tiêu của đội hình là diễn hành vào Moscow và bảo đảm sự giải phóng nước Nga khỏi Putin. Thưa quý vị, như chúng ta được biết thì trước khi bị Nga xâm lược, Ukraine vốn không chú trọng xây dựng lực lượng hải quân của riêng mình. Tuy nhiên, chính cuộc chiến của Putin đã tạo ra động lực để chính phủ Ukraine nghiêm túc xem xét vấn đề này, cũng như tạo ra một cái cớ hoàn hảo để các đồng minh của Ukraine giúp họ xây dựng lực lượng hàng hải hùng mạnh. Trong một đóng góp mới đây nhất, chính phủ Mỹ đã đồng ý chuyển giao tàu Quét Mìn lớp Akma thứ ba cho Hải quân Ukraine. Điều này đã được Ludovic De Đềnnder, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, công bố với giới truyền thông Belga. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, Hội đồng Bộ trưởng Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo đó, với sự hợp tác của Hà Lan, một tàu miền nữa sẽ được chuyển đến Ukraine, ngoài hai chiếc đã công bố trước đó. Cần lưu ý rằng Mỹ sẽ đào tạo cơ bản cho thủy thủ đoàn trên tàu cùng lớp, trong khi Hà Lan sẽ tiến hành phần thực hành của bài tập. Lersoy đưa tin tàu Narcis sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Trước đó, nó sẽ được bảo trì để bảo đảm sẵn sàng phục vụ đầy đủ trong hải quân Ukraine. Được biết rằng trước đó vào tháng 3 năm 2023, chính phủ Hà Lan đã đồng ý chuyển giao hai tàu quét mìn cùng loại để xử lý mìn cho lực lượng bảo vệ bờ biển vùng biển Ukraine. Về tàu quét mìn Narcis, Narcis M923 là tàu quét mìn lớp Arkma Tripathip được hạ thủy vào năm 1990 tại nhà máy đóng tàu Mercantile Belgia ở Rubelmont và được biên chế vào Hải quân Bỉ vào tháng 3 năm 1991. Lớp tàu quét mìn này được phát triển chung với lợi ích của Bỉ, Pháp và Hà Lan dựa trên các tàu quét mìn kiểu Caesar của Pháp. Tổng cộng có 35 tàu được đóng cho ba hạm đội trong những năm 1980 và 1990. Chúng được thiết kế để tìm kiếm và vô hiệu hóa mìn trên biển, nhưng chúng cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ hậu cần để vận chuyển hàng hóa và đạn dược. Các tàu quét mìn được nâng cấp vào năm 2003. Nasis nhận được các thiết bị điện tử tiên tiến, bao gồm hệ thống dữ liệu chiến thuật hải quân Atlas Electronic INCMS. Nó cũng được trang bị Sonar Thales Underwater System TSM-2022 MK3. Để phát hiện và vô hiệu hóa miền, tàu được trang bị máy bay không người lái tự động Atlas Sea force và Sharp Double Eagle MK-2. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 4 sĩ quan, 15 trung sĩ và 17 thủy thủ. Con tàu nặng 536 tấn, được trang bị động cơ diesel Westbrook Group 215 V-12 công suất 1.370 kW, cho phép đạt tốc độ lên tới 15 hải lý một giờ, tầm hoạt động của tàu đạt 3.000 hải lý. Ukraine nhận xe bọc thép và đạn pháo từ Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ludivin Denonder cũng thông báo với truyền thông rằng chính phủ Mỹ đã đồng ý về một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Gói viện trợ này sẽ bao gồm xe bọc thép và đạn pháo. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Bộ trưởng Mỹ đã phê duyệt viện trợ quốc phòng trị giá 412 triệu euro, bao gồm đạn dược, xe di tản y tế đa năng và bọc thép gói hỗ trợ quân sự đầu tiên trị giá 32,9 triệu euro là sáng kiến chung của các nước Benelux là một phần của sự hợp tác chính phủ Mỹ Hà Lan và Luxembourg đã đồng ý mua máy bay không người lái Trinh sát và một số lượng xe cứu thương bọc thép chưa xác định những máy bay này sẽ được hiện đại hóa trước khi được chuyển giao. Ngoài ra, số đạn pháo trị giá 373,1 triệu euro sẽ được chuyển sang Ukraine. Đạn dược sẽ có nguồn gốc từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng, cũng như thông qua việc mua hàng của tập đoàn quốc tế từ nhiều công ty khác nhau. Tuyên bố cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ cuối cùng sẽ giao khoảng 300 xe bọc thép Lynx cho Ukraine. Là một phần của gói, Mỹ cũng cam kết bàn giao tàu quét lớp Ockmar thứ ba cùng với Hà Lan, như The Second Post đã đề cập trước đó. Tổng giá trị khoản hỗ trợ nêu trên là 412 triệu euro, nâng mức hỗ trợ tài chính của Bỉ cho Ukraine lên 575,7 triệu euro vào năm 2024. Ngoài việc huy động vốn của mình, Bỉ cũng đang xem xét khả năng sử dụng 1,7 tỷ euro nhận được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine. Vào đầu tháng 3, Thủ tướng Ukraine Denis Myhon cho biết chính phủ Bỉ sẵn sàng tài trợ cho các hợp đồng quốc phòng của Ukraine từ lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa ở Bỉ. Bỉ đã tuyên bố rằng họ đã nhận được 1,7 tỷ euro doanh thu từ tài sản của Nga. Một phần của quỹ này được phân bổ để hỗ trợ người tị nạn Ukraine ở EU. Bỉ sẵn sàng tài trợ một phần cho nhu cầu của Ukraine, bao gồm cả quốc phòng, Denis Maiho nói. Thưa quý vị, theo thông tin The Saigon Post vừa mới nhận được, một vụ nổ lớn đã được ghi nhận xảy ra ở Sevastopol, vùng Crimea bị chiếm đóng vào tối qua, ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương. Điều này đã được ABC Ukraine đưa tin có liên quan đến Crimea.Reality. Theo người dân địa phương đã có ít nhất hai vụ nổ ở Sevastopol, chúng vang lên vào khoảng 20 giờ 30 giờ Kiev, cũng có thông tin cho rằng người Nga đã dừng giao thông trên cầu Crimea. Trong khi đó, kênh Win Telegram đăng tin nhắn từ người dân địa phương cho rằng có âm thanh lớn bao trùm thành phố. Kênh Telegram tuyên truyền của Nga sau đó thông báo về hoạt động được cho là của lực lượng phòng không gần cầu Crimea một máy bay không người lái được cho là đã bị bắn rơi ở đó. Cập nhật tổn thất của Liên bang Nga mỗi ngày. Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tiêu diệt thêm 840 kẻ xâm lược Nga. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã mất khoảng 432.390 đơn vị nhân lực. Ngoài ra, tổng thiệt hại của Nga trong cuộc chiến xâm lược nước láng giềng từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024 cũng bao gồm khoảng xe tăng 6.819 chiếc tăng 10, xe chiến đấu bọc thép 13.049 chiếc tăng 35, hệ thống pháo binh 10.698 chiếc tăng 30, MLRS 1.017 đơn vị, hệ thống phòng không 721 chiếc tăng 1, máy bay 347 chiếc, trịch thăng 325 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 8.318 chiếc tăng 10, hỏa tiễn hành trình 1.922 đơn vị, tàu thuyền 26 chiếc, tàu ngầm 1 đơn vị, thiết bị ô tô và xe bồn 14.191 chiếc tăng 50, thiết bị đặc biệt 1.735 chiếc tăng 4. Tình hình ở mặt trận, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong 24 giờ qua, 61 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên mặt trận. Người Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine theo hướng Abdiivska và Novo Balovska trong vùng Donetsk. Thưa quý vị, có thể nói Putin đang nối gót Joseph Stalin để trở thành nhân tố gây bất ổn hàng đầu cho một châu Âu vốn ôn hòa. Nhận thức được điều này, người đứng đầu hội đồng châu Âu George Michel cho biết các nước EU phải đặt nền kinh tế của mình vào tình thế chiến tranh và làm mọi thứ có thể để bảo đảm Ukraine giành chiến thắng trước Nga. Nga gây ra mối đe dọa quân sự nghiêm trọng đối với lục địa châu Âu và an ninh toàn cầu của chúng ta, nếu chúng ta không đưa ra phản hồi cần thiết của eu và không cung cấp đủ hỗ trợ cho ukraine chúng ta sẽ là người tiếp theo michel viết trong một chuyên mục trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của các nhà lãnh đạo châu âu tại bruxelles về vấn đề này người đứng đầu hội đồng châu âu đề nghị các nước châu âu xem xét lại cách tiếp cận nền kinh tế của họ và đặt vấn đề quốc phòng lên hàng đầu chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ và chuyển sang chế độ kinh tế chiến tranh đã đến lúc phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng ta. Chúng ta không còn có thể dựa vào người khác hoặc phụ thuộc vào kết quả bầu cử ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác, Michel nói. Theo ông, kể từ khi Nga bắt đầu tấn công toàn diện vào Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã tăng công suất lên 50% và đến cuối năm 2025 sẽ tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo hàng năm lên 2 triệu đơn vị. Đồng thời, Michel lưu ý rằng, EU nói chung chi tiêu ít hơn cho nhu cầu quân sự so với mục đích đã nêu của NATO là 2% tổng sản phẩm quốc nội, trong khi Nga chi 6% GDP cho quốc phòng vào năm ngoái. Michel cũng kêu gọi sử dụng quỹ của châu Âu để cung cấp thiết bị quân sự cho Kyiv và chỉ đạo số tiền thu được quy mô lớn từ tài sản của Nga bị phong tỏa để mua vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, người đứng đầu Hội đồng châu Âu cho rằng các nước EU cần tăng gấp đôi mua hàng từ ngành công nghiệp quốc phòng vào năm 2030. Để làm được điều này, chúng ta có thể bắt đầu phát hành trái phiếu quốc phòng châu Âu để gây quỹ mua vũ khí cũng như đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng, Michel lưu ý. Tuyên bố của người đứng đầu Hội đồng châu Âu được đưa ra trong bối cảnh có nhiều vấn đề về hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine từ Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua gói viện trợ trị giá 61,4 tỷ đô la kể từ tháng 10 năm ngoái, và Donald Trump, người đang tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, kêu gọi cấp những khoản tiền này cho Kyiv dưới dạng một khoản vay. Thưa quý vị, có thể nói châu Âu đã và vẫn đang chuyển mình một cách chậm rãi để đáp lại lời kêu gọi trên của người đứng đầu Hội đồng châu Âu George Michel được biết trong tương lai gần các công ty châu âu sẽ có thể sản xuất số lượng đạn dược cần thiết cho cả nhu cầu của các nước châu âu và ukraine điều này đã được tổng thống séc tuyên bố rbc ukraine đưa tin có liên quan đến cuộc phỏng vấn với lãnh đạo đài phát thanh tự do tổng thống séc lưu ý rằng việc sản xuất số lượng đạn pháo cần thiết đòi hỏi phải có thời gian và sự gia tăng năng lực của các doanh nghiệp quốc phòng tuy nhiên ông lưu ý rằng ukraine hiện đang cần đạn pháo và không có thời gian chờ sản xuất pavel nói chúng tôi không thể chờ đợi các công ty châu âu vì vậy chúng tôi đang cố gắng tìm đạn dược ở bất cứ nơi nào có thể giao nó cho ukraine càng nhanh càng tốt nhưng đồng thời chúng tôi cũng đang tăng cường năng lực của chính mình ông cũng hy vọng rằng châu âu sẽ sớm có thể sản xuất số lượng đạn dược cần thiết tổng thống séc nói thêm trong tương lai gần các công ty châu âu sẽ có thể sản xuất số lượng đạn dược cần thiết để bổ sung vào kho dự trữ của các nước châu âu cũng như cung cấp cho ukraine đạn dược nếu nước này vẫn cần trong tương lai gần được biết rằng, ông Petro Pavo từng là chủ tịch Ủy ban quân sự NATO từ năm 2015 đến 2018. Và trước đó, từ năm 2012 đến 2015 là tư lệnh Bộ Tổng tham mưu Quân đội Cộng hòa Séc là một quân nhân, ông am hiểu các vấn đề quân sự quốc phòng. Trong những tháng gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng ở mặt trận. Gần đây, vì lý do này mà binh lính của họ đã phải rút lui khỏi thành phố Ajivka và một số khu định cư ở vùng Donetsk. Vào tháng 2, Petro Bavo cho biết Cộng hòa Séc đã tìm thấy 800.000 viên đạn pháo cho nhu cầu quân sự của Ukraine, nửa triệu viên cỡ nòng 155 ly và 300.000 viên cỡ nòng 122 ly, tuy nhiên phải huy động vốn để mua chúng. Sáng kiến này được hỗ trợ bởi Đức, Latvia, Litva, Hà Lan, Đan Mạch, Canada và Pháp. Vào đầu tháng 3, Pavo tuyên bố rằng quân đồng minh đã tìm được gần như đủ số tiền cần thiết để mua lô đã công bố. Theo The Wall Street Journal, Cộng hòa Séc đang tận dụng các mối liên hệ từ chiến tranh lạnh để có được số đạn dược cần thiết cho Ukraine. Praha mua chúng từ các quốc gia đóng vai trò là đồng minh của Moscow. Thưa quý vị, Nga đang trả một cái giá ngày một trở nên đắt đỏ trong cuộc chiến xâm lược quốc gia láng giềng. Theo số liệu mới nhất của Kyiv, Nga đã mất trung bình hơn 500 xe bọc thép mỗi tháng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng trên X trước đây là Twitter về số lượng thiết bị mà lực lượng của họ đã phá hủy được 13.000 xe chiến đấu bọc thép của Nga trong 24 tháng đầu tiên của cuộc chiến do Vladimir Putin bắt đầu. Trung bình có hơn 500 xe bọc thép mỗi tháng. Các chiến binh Ukraine tiêu diệt vũ khí Nga với tốc độ đáng kinh ngạc, hoang hô, Bộ Quốc phòng cho biết thêm. Bản cập nhật hôm thứ Hai cũng cho biết, trong suốt cuộc chiến, Nga đã mất 6.809 xe tăng, 12.141 phương tiện và thùng nhiên liệu, cũng như 1.017 hệ thống hỏa tiễn phóng loạt và 720 hệ thống phòng không. Ukraine hôm thứ Hai cũng cho biết lực lượng Nga đã mất 810 binh sĩ vào ngày hôm trước, nâng tổng số binh sĩ bị loại khỏi phòng chiến, bao gồm cả những người chết và bị thương, lên tới 431.550 người. Trong phân tích được công bố ngày 14 tháng 3 do quỹ James Town, nhà phân tích quân sự Pavel Luzin cho biết, Nga đã đưa vũ khí thời Liên Xô ra khỏi kho để bù đắp nguồn cung vũ khí đang cạn kiệt của mình, mặc dù lượng dự trữ này bị hạn chế. Luzin, học giả thỉnh giảng tại trường luật và ngoại giao Fletcher, nói rằng các kho chứa không phải là vô tận và Nga không thể bổ sung những vũ khí và vật chất này. Nếu Ukraine tiếp tục duy trì cường độ chiến đấu và Nga tiếp tục phải đối mặt với tổn thất thiết bị cao trong năm nay, quân đội Nga sẽ khó duy trì sức mạnh quân sự do các hoạt động tấn công vào năm 2025, Luzin nói thêm. Vladimir Putin đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được kiểm soát. Điện Kremlin muốn giành chiến thắng để củng cố sự ủng hộ trong nước cho cuộc xâm lược toàn diện, bất chấp cái giá phải trả rất lớn về sinh mạng và trang thiết bị của Nga, cũng như nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Marcus Kohanen, cộng tác viên cấp cao của công ty an ninh Strategic Intelligence, nói, bất chấp những thách thức kinh tế và tổn thức quân sự, khả năng của Putin trong việc duy trì sự ủng hộ trong nước giữa các lệnh trừng phạt đã nhấn mạnh khả năng phục hồi chiến lược của ông ta, làm dấy lên mối lo ngại giữa các quốc gia láng giềng về những hành động khiêu khích tiềm tàng dưới sự lãnh đạo liên tục của ông. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Molifan rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.